cái đỉnh đầu nhọn dưới nha. Ô ô ô, nằm gặm cái giỏng hả? Ừ. Hai ba đứa xé cái giỏng rách te tua rồi mà giờ còn nằm nó cắn hả? Miki. Miki, cái mặt lông đen rồi, đưa nó ra, cái mặt lông đen xấu rồi. Con bữa nay ra lông vàng rồi, ra lông đen luôn rồi. Mai mốt đi nhuộm tóc cho Miki. Miki cũng là bò đi á đúng không? Muốn đi đúng không? Đây. Miki bắt chí đúng rồi, bắt cái đầu nha, bắt chí nha, bắt chí đầu mẹ này, bắt chí đầu mẹ này, bắt chí, Miki bắt chí giỏi lắm, bắt thì chưa có chí mà cái miệng nhai kẹp 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 kẹp. Miki, Miki, Miki lại mày nói, mày mày nói, Miki bắt chí cho mẹ nha. Miki ơi.
chạy ra rồi. Làm cái kia mặt con gái lông lá tùm lum hết trơn á, con gái gì mà xấu quá vậy, con gái ơi. Thôi nó chạy ra đây, nằm xuống đi ngủ, không có chạy nữa nha. Ngồi xuống, ngồi xuống đây, ngủ với mẹ nè. Nằm xuống. Không mà chứ chưa bắt con cái miệng nha, chẹp 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 đấy. Mình kia bắt chí chưa có chí mà miệng nhỏ nhai thôi. Có chí không Miki? Chí không đi kì, miệng nó nhai dẹp dẹp. Có chí không mà nhai dẹp 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 cái miệng. Con đi nữa đó hả? Thôi xuống đây, không có đi.
Tay con cà đâu quá kia. Đâu cho con mắt này đang đau mà con cái gì vậy mày? Nằm xuống ngủ, nằm xuống ngủ. Chơi ngồi cắn nút áo nè.